Hi, xin chào cả nhà đến với kênh YouTube Gấc Quê nha. Chào cả nhà mình nha. Hôm nay ba anh em mình sẽ vô đồng cả nhà ơi. Nay mình cũng đi làm về hơi sớm nữa. Nên hôm nay ba anh em tính trải nghiệm là nguyên buổi chiều dành riêng cho nguyên đường kênh này luôn để bắt con. Nói chung là bắt được con gì thì mấy anh em mình sẽ nướng này, chút xíu. Này Phụng nói chuột dữ lắm cả nhà ơi. Gặp 2-3 gắn luôn chứ bộ bắt đâu được đâu. Nó nhảy xuống dưới kinh hết trơn cả nhà ơi. Mình đâu có gì đâu mình bắt nó được. Gì vậy? Đá vô cái cây. Phục nó mới bắt dính con cua giờ nó mò cái gô non luôn nè cả nhà. Cái gô non mọc gì vậy nè. Đó còn chỉ nha. Thôi cái gô non gì cái gô bự lứa luôn rồi chứ gô non gì Phục. Cái gô gì bành kia luôn mọc thấy ghê thiệt. Rồi giờ mình mò cá ở đây đi. Cái chỗ này có cá gô non nhiều lắm nè. Này bỏ vô cái hả? Cá dính hả? Này cả nhà nhìn cá gô non, cá gô lứa trong hai gô non. Gô lứa. Này là nướng ăn là cực kỳ ngọt. Đã luôn. Hù hù hả? Nó trốn vô mấy cái hốc này nè. Dính nào? Chưa dính. Quá trời luôn. Ủa đây con cua nữa nè sao? Hai con cua đó. Hai con cua đó. Để anh Thảo lấy đầu đựng nghe Phụ ơi. Này cá con non nhiều quá trời luôn. Cá mập mập không à. Chút gà nó bự rồi đó Phục chứ hổm nó nhỏ. Ừ, hổm nhỏ xíu à. Này nó lớn rồi nè. Này có cá vô cá lóc luôn. Cá nó trú ngụ trong đó phải không? Nó trú gì đó. Đó. Ăn lương hay vậy Phục? Ăn mộ hay gì á, không phải. Lúa gì căng quá ghê. Này giống lúa nếp á. Giống lúa nếp hả Phục? Không phải mà tại chắc cặp đường nước nữa tốt. Đã như bộ nào cũng nói bành bành không à. Lương hả Phục? Ngồi à? Ở đây. Tao mất tiêu luôn. Hả? Lết. Đâu? Nè này. Đâu đâu? Mày kiếm lắc lên kìa. Lắm đâu ạ? Thấy không? Thấy không? Nãy giờ tôi nhét chưa chưa. Để lọ anh nhét xuống. Từ từ. Nôn lên đó. Nôn lên nhảy luôn sao? Anh lại về đây đi. Chưa? Luôn hết bành kia luôn cái nào nha. Từ từ. Chưa? Hết này vậy không có nổi đâu. Chưa này. Giờ đó, rồi. Cái đập tay anh ra. Không dính được. Nãy giờ. Một lát rồi. Thôi bỏ đi, mò cá đi. Lóc sang luôn. Được không? Con lũ nó sâu. Lấy cái dao đào bự bự thêm chút xíu rồi. Lấy cái dao rồi hả? Bự con Phục nãy đây gặp Phục không? Có lý rồi cả nhà. Ta bắt nước ra nó cạn rồi nó chui vô đây nè. Đừng có phóng ra cái gồi luôn đó. Dễ gì? Nãy con ếch gì phóng ra luôn. Nó phóng lên trên đó chứ. Ồ, nó sâu. Cách nào thêm miếng nữa quá. Trời ơi, nó vùi ra ông nội ơi. Cá này. Ngồi sao ngồi. Một em đó. Gỡ nó. Ui, xình cá. Cá bành ghi đã không? Cá lóc đồng luôn á. Bỏ vô. Một em. Vô. Còn con nào nữa không? Con nào nữa không anh Hai? Ôi trời ơi. Hình như còn cái gì đó Sang ơi. Có lý rồi. Vậy là nó đi một cặp rồi đó. Chắc vậy á. Con gà ta rút bọng ra nè. Nó dù cái đầu vô rồi. Ra một em nữa rồi. quá đã luôn. Đầu hai con vô đây trời. Đã rút bọng ra nè, chắc nó nhú vô đó đó. Hết rồi. Còn hết. Quá em. Hai em. Hồi nãy có bài lồng gồng á, nó rút lên trên đây nè. Hết rồi. Quá đã cả nhà ơi. Quá em. Đấy. Để cái hàng này lại, mày mốt ai bắt Trời nó chui vô tiếp. Anh em mình bắt được hai cái lóc với mấy con cua cả nhà ơi. Đi đường kênh bên kia không có nên giờ mình trở lại quay trở lại bờ trạm nãy á. Giờ mình nướng, anh em mình lai gai. Coi đi giờ nói. Gió mà không rảnh. Quá trời cái đường kênh. Ăn hồ dữ dằn. Còn mò không dính đó. Cái bờ này đẹp cực kỳ luôn nha cả nhà, quá trời đẹp luôn. Đây gần cắt rồi á. Đây mình ngồi chút xíu nữa mình ngồi đây mình nhậu ha. Đó, ngồi chỗ đó ngon á. Ừ. Thảo xuống dưới nó rửa hai con cá nha cả nhà. Điều Thảo cầm chắc chắc đó nha. Cầm chắc chắc nha Thảo. Có hai con đó nha Thảo. Cực lắm đó mày. Hơi nhỏ cả nhà ơi. Cua nó kẹp con cá gô. Bây giờ mình bỏ vô cái thang luôn đi Hùng ơi. Thang nắng kìa. Để cua vô luôn ha. Nướng mọi nó luôn. Còn cá lóc thì mình nướng cơm. Cơm lắm à. Cái tàn gom này là nó chín ha Thảo. Ừ. Đấy. Không đổ đội nay chấm lửa nha. Rồi để nó đi. Đổi. Để anh chăm liền. Đội anh hai lụm cái củi đó anh hai chậm qua đây là nó cháy cho mà coi. Rồi, một leo quẹt đi cho màu. Giờ mình đốt gom nướng cá lóc cả nhà ơi. Gió quá. Hay làm cái cổ cháy kìa. Còn mấy mồi cái gom này nè Phục. Lấy hả? Gom của quẹo mờ, cháy đỏ lắm. Gom này người ta cũng mới cắt nè cả nhà. Người ta cắt bên đồng bên kia đó. Cái đồng bên đây thì chưa. Cái mấy con cua nướng bội nó luôn. Còn hai con cá gô này mình nướng luôn. Nướng nó luôn. Chốc vô đây cái. Ừ, trái đã quá. Quá trời gió nó mát luôn. Lửa nó cũng nóng hả? Cá lóc mà nướng gom là hết sảy nha cả nhà. Không gì qua nó hết á. Xíu nó già cả lắm. Cho nó tàn cái. Ô, có vàng kìa anh hai. Ô, đại dữ hả? Gom lỗ than nãy Thảo thấy con cua đó hay vậy? Nãy em thấy vô đây con nè. Nó rớt cái đó rồi kìa. Để mình để bên đó rồi để bên đây. Ai biết anh muốn để anh đâu anh để. Thôi nướng bên đây đi. Nướng nữa thôi đi. Quá nóng. Nó gần gũi than nữa nha cả nhà. Gần gũi gom chứ. Dàn gom ha. Dàn gom luôn. Hấp dẫn chưa? Đây cả nhà nhìn nó vàng nè. Nhưng mà nó chưa chín lắm đâu nha. Đợi cho nó nguội cái ba cái gom này hết là nó sẽ chín. Nè. Đây cả nhà ơi. Nhà nhìn hai con cá nó vàng nè. Chỉ có nướng gom nó mới vàng được vậy thôi nha cả nhà. Vàng ươm luôn hả Thảo? Chín chắc luôn rồi đó. Còn mình thì lo cua. Phục thì lo cua bên đây nè cả nhà. Vừa như hai con cá rô. Hay nhỏ. Hay chạy đúng miếng luôn rồi thôi. Vàng ý. Da khô luôn. Chỉ có nướng gom nó mới vàng được vậy thôi. Không có cái gì mà nướng mà bằng gom á Phục. Cực kỳ nướng gom, cá lóc nướng gom là cực kỳ mà. Được chưa Thảo? Được rồi anh hai ơi. Quá trời vàng luôn. Vàng ơi. Quá nhà thấy hấp dẫn chưa? Nè. Này là chín là chắc rồi. Tao chín luôn. Lửa than mình nướng đâu được vậy đâu. Đúng rồi. Gom nó mới vàng. Cực kỳ. giận là quá thả luôn. Vàng ở ngoài đồng được ăn về là thức kỳ luôn á. Còn gì bằng nữa. Hên đó nha Phục, chứ mấy nó rồi rồi. Chắc hồi nãy mình quần quá cái nó hơi quảng hồn nó vô hang á. Vậy chứ có bài đồng gọng đó mà. Cua vô đó đó. Cả nhà mấy con cua với hai cá gô cũng vàng hết rồi. Vàng hết rồi. Chín rồi, hai con này chín rồi. Rồi. Đã lắm con này cá gô nhỏ nhỏ vậy nó ngọt cực kỳ luôn. Rồi mình cắt cái tàu chuối ha Phục. Tàu chuối để nó lên. Ở trong đồng này người ta trồng chuối nhiều lắm. Một bờ chuối đằng kia luôn á. Ừ. Thơm dữ không? Mé này nghe thơm nè, mé kia người nó ngược gió nó không nghe. Ở dưới gió sao mới nghe thơm. Đúng rồi. Còn mình ở trên đây đâu có nghe đâu. Mình đem hai cái lóc lời đẳng cả nhà ơi, cho đẳng ngồi cho nó mát. Rồi, gió dữ dằn lắm. Ui da. Nóng à? Cứng quá. Cứng quá. Đây cả nhà, giờ mình quay sơ lược hai cá lóc nướng gơm với mấy con cua với hai con cá, hai cá gô. Ủa hai cá gô chưa lấy lại Phục ơi, còn sót hai cá gô. Còn sót hai cá gô. Đây hai cái gô lứa nữa nha cả nhà. Vô mát. Rồi xin mời cả nhà mình dùng rượu nha. Rượu nha với cá lóc đồng nướng gơm. Vô, vô. Xé ra cái cài. Dài nhách hả Thảo? Dài. Cái đồng dài dữ lắm. Thử ngon Phục. Thả luôn. Chấm siêu cay này là mình đâm đem theo này cả nhà. Rồi xin mời cả nhà mình dùng cá lóc nướng chui nha, nướng gơm luôn. Cực kỳ ngọt. Cá đồng, cá đồng mà. Đã quá. Tuyệt vời. Trời ơi, ớt đa. Vậy mới đã chứ, nó mập. Đồng mà gió mát mà. Lai gai chung rượu mấy anh em mình cực kỳ đã luôn. Vô hôm nay. Vô. Tiếp tục nhét cá lóc này coi. Ủa nóng. Quá đã Thảo rồi. Béo không? Ha. Mà nước nó cạn anh em mình bắt cá gô là nhiều luôn á. Nước nó nhiều quá thì mình mò cá gô đâu được nhiều đâu. Nó chạy tung tăng lên kia không à. Chỉ có hai con. Cua thì nhóc. Cua nãy cũng nhiều á. Quá trời luôn. Nó đã rồi đây. Còn miếng chơi giờ hết ức luôn cá lóc coi. Cua này nó mập dữ lắm á. Cua này mập trời luôn á. Đồng hả? Đồng mà. Trời chuyển mưa. Mưa quá trời luôn á. Đây cả nhà chuyển mưa. Giờ đang chuyển mưa hướng này. Cầu vòng nữa kìa anh thấy. Ồ cái cầu vòng kìa. Đẹp quá ha. Cầu vòng cầu vòng ngắn. Cầu vòng ngắn thì mưa phải không? Mình cũng không biết nào mà nó biết. Nó bọc ra. Cầu vòng dài thì nắng, cầu vòng dài thì nắng, cầu vòng ngắn thì mưa đó. Có thể là mưa đó. Cái này đó, mưa dữ nó lắm đang rồi. Thui dưới này luôn nè cả nhà, mà ở trên này thì còn nắng dữ lắm. Là bữa nay mình ở đây không mưa. Ở đây mình đeo phải gió giật lại là mưa đó. Đúng rồi. Vậy là mình ngồi trên gió. Hồi nãy mà theo mà nước cạn chút xíu nữa là nhiều. Cá gô nhỏ nhỏ quá trời luôn á. Mà đâu có cách nào đâu bắt nó được, mình mò tay không à. Nên cũng khó bắt nó lắm. Nãy em khoái mấy con này nè. Chọc nó. Được hai con nè. Phi nãy cũng nhóc luôn á, dưới kinh này nè cái này quá trời luôn. Mà mình không có đem lưới nên theo mình bắt nó không có được. Bắt được cá lóc thôi. Với lại cua à. Rồi vô. Nè, thử con cá gô đã không? Đây cái này là mình lót mình ngồi là mình lót gơm lên. lót gom mình ngồi đó nha cả nhà. Lót gom mình làm cái chỗ ngồi của mình đó. Gom nó thảo hốt lần kia á, ở đây thì chưa cắt lúa cả nhà ơi. Lúc lần kia thảo ôm rồi. Trời, nãy em tưởng luôn gần mà xa dữ. Lúc lần kia luôn hả? Đây chắc cũng bữa hai bữa nữa cắt liên hợp lên đậu rồi. Trong bữa nay mình đi cũng có đem con móc nữa, móc ếch không có cả nhà ơi. Ếch nó còn ở trên đồng, trên ruộng á, người ta chưa có cắt nên mình gây chưa có. Cái bờ này quá trời chuột luôn á sao. Chuột rồi mai mốt mình dài là có thể dính nhiều á. Chuột cũng nhung không? Ồ, bự không à. Cây cầu vồng nó chuyển ra dài luôn nè cả nhà ơi, chắc không mưa. Nó dài lên trên luôn, thấy không? Lên tới đây rồi nè. Bật lúc trên đó luôn. Chắc bị quạt qua, chắc bật qua đám mây luôn nè. Đúng rồi, chắc không mưa. Mây này đẹp quá trời luôn á. Trời mà hôm nay trời gió mát nữa chứ. Cực kỳ gió luôn. Thênh thang rồi đám cỏ xanh. Giờ nó chuyển qua từ từ. Nó giờ mới chuyển qua từ từ rồi, thấy không? Tại mây. Mình đây bằng 3 vụ á. 3. Tại này mình có diện bao đê rồi. Mùa này nữa bỏ rồi, nước nổi rồi. Lúa con trúng quá trời luôn chứ. Quá trời bông luôn. Chế ăn có cái da vô nữa mới đã. Rồi cả nhà nha. Vô ăn mới ngon. Này tại mình ở đây ha, trong ruộng không có ấy mà gặp là kinh thường có mấy lá cách đậu ha, trầu cúng vô nữa. Không ở đằng kia có. Dạ hả? Ừ, sao quá. Quên. Đằng kia có. Nó cuốn vô cái nữa thơm. Để này dễ lắm. Thôi đấy. Này bạn nước chưa ta chút chưa cạn hết. Nếu mà cạn chút xíu nữa là ngon. Mò cá gô quá, cá gô quá trời luôn. Nhà chủ đồng nó mập nè, cực kỳ mập luôn. Đâu cái càng với nước cái nó lòi thịt kìa. Lòi thịt kìa. Mát ghê thịt chết. Cực kỳ hôm nay gió quá trời gió luôn. Nhậu hôm nay nhậu đúng bài hả? Nói chung hôm nay mình được về sớm một buổi nên dành riêng cho nằm kèo quá đã vô vô quá trời đã nè. Cái bộ cục của nó ăn ngon lắm. Cái má này nè cả nhà, cái lóc mà ăn cái má này là cực kỳ ngon. Chứ đập cái chỗ cái này nè, đập cái chỗ cái xương sống này nó có hai cái có hai miếng thịt non ở dưới chứ. Đập lên dưới này, dưới này. Trời ơi, cầu vồng này nó quặt lên đây rồi chắc không mưa nổi đâu. Không, chỗ này không mưa rồi. Quay mấy hồ nước nổi nữa rồi. Nhớ mùa điện điển nữa. Mình thấy bông điện điển cái mình kho mắm, cá gô kho mắm. Thứ gì chịu nổi. Thịt canh phí luôn. Ở trong đây đồng lớn thì chắc điện điển nhiều lắm á. Rồi bố mọc gốc. Dạ dạ. Rồi cầu vồng đi. Điện điển bên đó kìa kìa. Đó. Đó, nguyên một bờ luôn á. Đó một bờ điện điển nó bay lại đó. Đó mấy cái cây cao cao đó, ngay chỗ cầu vồng đó. Ở đây một bờ dài vậy xuống đây nha. Có cái cây điện điển kìa. Đó, chỗ cầu vồng luôn. Là chuẩn bị nó có bông dở. Có chuyến cá gô cá lóc cực kỳ luôn. Còn mắm còn nấu canh chua, con điện điển. Vô. Nhắc tới cái hẹp ba. Được vô cái đầu tiên. Này trúng dịp luôn má. Nếu mà mình có điều kiện ha, và tới tháng đó đó là mình vô trong đây là mình làm những cái chợ nhỏ cái là anh em mình trải nghiệm là cực kỳ luôn á. Trải nghiệm yeah. Đây còn mấy cái điên điển mà nó mọc gần mấy mấy ruộng nữa kìa. Đó nữa tuốt bông ngon lắm. Cá vô nãy cà. Xin chào cả nhà mình nha. Video của anh em mình làm cũng nó hơi dài rồi. Hẹn cả nhà mình những video kế tiếp nha. Chào cả nhà mình nha. Cái bên này nó hơi mờ nha. Đây cả nhà ơi. Bây giờ cầu vồng nó lên hai cái luôn nè. Cả nhà nhìn nó đẹp nè. Lâu dữ lắm rồi mới thấy được cái cầu vồng đó. Đáng lẽ nó xây qua đây luôn mà tại vì nó dướng mây đó cả nhà ơi. Thường là một cái thôi. Đây hai cái cầu vồng. Hai cái cầu vồng luôn. Đậm cực kỳ đậm luôn. Quá trời đẹp luôn trời.